trên giá khơi thì chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi sóng gió ớ hò. Trên đoàn thuyền hải âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, tương lai cả đố giọt mồ hôi ớ hò ớ hò. Xuống đồng quê ta em hóng say sớm chiều, xuống đồng thâm canh em ngại chi mưa nắng áo hò. Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi bóng biển ngày đêm để màu xanh nắng sao. Hỏi mà chi sao em cứ bồng đùa, thuyền anh mới về với cá bạc đầy khoang ớ hò. Chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi sóng gió ớ hò. Trên đoàn thuyền hải âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, tương lai ta đổ giọt mồ hôi ớ hò ớ hò. Xuống đồng quê ta em hăng say sớm chiều, xuống đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng. Sao em cứ bồng đùa, thuyền anh mới về với cá vàng đầy khoang ớ hò ớ hò. Cá bạc đầy khoang để màu xa anh sáng hồng, lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thơm. Xin cảm ơn Hòa Messi và Lily. Cảm ơn các bạn vũ công rất nhiều. Hòa ơi, ở đêm thi trước em lại em gạt gần gạt chung với là Lily á, thì em có nói là Lily là một trong số ít mà giả ít giống nhất. Dạ đúng rồi ạ. Vậy thì ngày hôm nay khi em đứng ở đây em nhìn một cách thực tiễn nhất thì em thấy là Lily lần này đã làm
tốt hơn chưa? Và hóa thân có giống với lại phiên bản gốc hơn chưa? Hôm nay Linh Ly đã làm rất tốt phần trình diễn của mình. Phần trình diễn mà em thấy được sự tự cố gắng từ những ngày tập luyện đến lúc mà khản cổ, đến lúc mà viêm họng rồi sau đó vẫn cố gắng. Và trước khi mà lên sân khấu thì Linh còn rất là mệt mỏi, nhưng mà khi lên đến đây thì đã thể hiện rất là tốt và em cảm thấy rất là tốt luôn. Wow, cảm ơn những lời chia sẻ hết sức là thật lòng của Hoàng Minzy ạ. Và ngay lúc này đây xin mời giám khảo Mỹ Linh ạ. Bây giờ mình phải học hỏi từ các tiền bối, tức là phân tích về hai khía cạnh. Thứ nhất là về vấn đề nhân dáng có giống hay không, đúng không anh? Rồi sau mới đến khía cạnh là hát có giống hay không. Thì là như thế này. Chị cảm thấy là hôm nay á, là Hòa Minzy là quần áo rồi cái cách diễn diễn là khá giống với cả chị Anh Thơ. Nhưng mà Trọng Tấn dường như là ốm đói. Trời ơi, gì mà mặc cái bộ quần áo rộng thình thàng, sao không độn tí bông ở trong? Em độn rồi đấy, nhưng mà nó vẫn anh chưa. Anh Tấn ở ngoài anh mũm mĩm lắm. Dạ. Còn chị Anh Thơ ở ngoài cũng mũm mĩm luôn, chứ cũng không được gầy gọn bé xíu như hai em. Thế nên là cái phần nhân dáng hôm nay thiếu ít nhất là phải 5 cân thịt chia đôi. Thế còn cái phần thứ hai á, là về cái phần hát ý, thì là tất nhiên là để bắt chước anh Tấn, một người giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội. Anh học bao nhiêu năm anh ấy hát cái âm thanh của anh nó dựng hơn. Thì em không dựng được một cái chút xíu nào hết, mà em hát vẫn là Linh Ly đang hát thôi. À, cái Hòa là hát chị Thơ, cái giọng hát các thứ là rất là bám sát và nghiên cứu kỹ. Vì lệ Hòa cũng học thanh nhạc nên là có đủ kỹ thuật để mà mình định hát thế nào là mình hát được như vậy, bắt chước ai là mình hát được. Nhưng em thì không có được cái đấy, nên là khi em bắt đôi với cả Hòa là rõ ràng là em sẽ bị thiệt hơn. Thế thì em sẽ phải lấy lại bằng phần nhân dáng rồi cái cách, một số cách của anh Tấn. Anh Tấn hát là mắt rất là hay nhìn vào mặt người bạn diễn cùng, xong rồi mắt rất là tình cảm. Anh Tấn mồm hát mắt hát thì em không có được cái đấy. Em chưa có, để em chưa nghiên cứu kỹ. Thế còn một cái điểm cuối cùng mà chị thấy là trong bài hát này là có thể là do hai em quá tập trung vào việc hát nên là cả bài là bị trễ so với nhịp. Nhịp 3-4 người ta là bùm chát chát ta ta ra tan tan ta ta ra ran, thì các em cứ bị chậm lại. Nếu mà cái nhịp 3-4 mà mình cứ bị chậm lại như thế thì nó sẽ rất là khó chịu. Bởi vì nếu mà một tí lơi một tí để cho nó hay thì được. Nhưng mà từ đầu bài đến cuối bài là rất là chậm. Không biết là anh Hoàng ý sao? Phần nhận xét của em là sao? Thật ra thì khi mà có những cặp đôi thì kết hợp lại thì nâng nhau lên. Cặp đôi này thì đúng là nếu mà nói một cách khách quan thì Anh Thơ giết Trọng Tấn luôn. Phải nói thật thế này, khi mà bạn Hòa đã kết hợp lên hay kinh hồn luôn. Còn bạn kia thì hoàn toàn bị đuối. Những cái lúc ngân cao ấy, trời, cái giọng nam nó yếu, ôi là yếu. Không bằng mà nói thì đúng là giết người thật ấy. Phải nói rằng là cái hay của Hòa hôm nay thành ra một cái tai hại. Em thì em nghĩ thế này anh Hoàng, tức là ở cái bản song ca này á, thì hai cái giọng sẽ hòa vào với nhau và hai cái giọng sẽ giống như là cùng nương nhau. Đúng là Linh Ly nếu mà xét về cái độ dày thì không bằng anh Trọng Tấn được. Nhưng mà ở đây anh nhìn thấy được cái tinh thần của Linh Ly khi hát cái bài này, một cách nó nhẹ nhàng, nó tình cảm. Mặc dù cái âm giọng của em không có thể dày, nếu như em cố gắng em gồng cái giọng cái nó dày hơn một tí thì có lẽ nó sẽ ra cái chất của anh Trọng Tấn hơn. Nhưng mà cái quan trọng hơn anh nhận ra ở em đó là cái tinh thần mà em gửi vào trong bài hát nó đúng với cái tinh thần của anh Trọng Tấn. Thì đó là cái điều mà anh thấy là một cái điểm sáng trong cái phần trình diễn của em. Và anh sẽ không so sánh cái việc là giữa em và Hòa. Như anh nói ban đầu thì cái người hỗ trợ đó thì anh chỉ sẽ dành 30% cho họ thôi. Thì hôm nay Hòa đủ trọn vẹn cái 30% đó. Hòa không làm rơi mất của em 1% nào cả. Hòa làm rất là tốt. Nhưng 70% còn lại thì anh vẫn dành cho Linh Ly ít nhất là cũng khoảng 55-60% về cái sự hóa thân này của em. Nhưng mà có thể là do em độn ở trong người á, bản thân khi mình độn vào mình cảm thấy nó rất là đầy, nhưng mà ra sân khấu với một cái khoảng cách nhìn xa từ phía ban giám khảo ngồi đây hoặc là từ phía các bạn khán giả bên dưới thì vẫn chưa thấy dày lên, cho nên là vẫn cảm giác Linh hơi bị mỏng manh so với hình ảnh mẫu là anh Trọng Tấn. Còn về phần hát, anh vẫn nhận ra rằng là Linh có được cái tinh thần của anh Trọng Tấn, và để một cô gái như Linh Ly mà bắt chước được nhanh Tấn với cái giọng đó như vậy đã là thành công của em rồi. Thực sự thì là em khi mà vào anh Trọng Tấn em cũng hơi sợ, vì là thực ra cái dòng nhạc này là không phải là sở trường sở của em. Sở trường đúng không? Rất là khó, nên khó là lắm em cũng cố gắng. Không, thật sự là em cũng bị một cái gọi là giống như vì đã từng là thí sinh và đã từng giả rất nhiều người, cho nên mình có cái trách nhiệm nhiều hơn với cái việc giả người khác.
Em nghĩ là ngày hôm nay em sẽ phải nghiên cứu và giả trị anh Thơ giống nhất có thể, từ giọng hát đến tất cả cách biểu diễn. Cho nên lúc mà em hỗ trợ Linh á, thì em cũng gọi là có sự tập trung về bản thân mình để mình làm sao để giả giống được chị anh Thơ. Cho nên đôi khi là cũng không biết là Linh đang hát nhỏ hay hát to để mà kìm lại nữa. Đúng rồi. Cái đó là cái rất là khó. Còn lại thì em cảm ơn tất cả những lời đóng góp của mọi người. Mà cái mà nhịp của chị Linh có nói thì thực ra là vì ở trong cái bản live này thì chị anh Thơ đã đãi nhịp ra nó bị chậm như thế và em hoàn toàn là bắt trước. Và nếu mà khán giả có quan tâm thì có thể xem một cái bản live của chị Thơ và sau đó xem lại bản này thì mọi người sẽ nghe được cái cách mà Linh cũng như là em hát có đôi chữ nó đãi ra. Thì em cảm ơn chị Linh rất nhiều đã nói đến cái chuyện đấy. Và em cũng chỉ giải thích để cho mọi người hiểu hơn. Và nếu có thể thì đánh giá cao hơn cái phần trình diễn của Linh thôi, chứ qua đêm nay sóng gió không thể về với mây ngàn được nữa rồi mọi người ơi. Chết em rồi. Không sao cả. Ngày hôm nay rõ ràng thấy được cái sự ăn ý của hai bạn. Nhưng mà có thể như là giám khảo phải công tâm nhìn về là ok, bạn nào giả giống với phiên bản gốc hơn thôi. Vâng, cảm ơn Hòa Minzy ngày hôm nay đã có mặt để hỗ trợ cho Linh Ly ạ. Cảm ơn ba vị ban giám khảo rất nhiều. Xin mời hai bạn về chỗ nha.